Vừa qua tại nhà văn hóa khối 14, phường Hoàng Văn Thụ, Tòa án Nhân dân thành phố Lạng Sơn đã đưa ra xét xử công khai vụ án ma túy đối với bị cáo Mè Đình Thanh, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú số 502, đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Lạng Sơn, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 năm 2014, tại khu vực ngõ 1, đường Bông Lau, khối 14, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tổ công tác công an thành phố Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Mè Đình Thanh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra khám trong người Thanh đã phát hiện và thu giữ của Thanh một gói đựng chất bột màu trắng. Theo kết luận giám định, gói chất bột màu trắng có trọng lượng là 0,106 gram là chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Thanh đã khai nhận bản thân đã mắc nghiện nên thường xuyên đi mua ma túy về sử dụng. Sau khi xem xét tình tiết, bản thân không có việc làm ổn định, đã có một tiền án về tội trộm cắp. Ngày 15 tháng 10 năm 2012, bị Tòa án Nhân dân thành phố xử 9 tháng tù giam, bản thân chưa xóa án tích. Hành vi phạm tội của đối tượng Thanh đã phạm vào tội tàng trữ trái phép chất ma túy, căn cứ theo khoản 1, điều 194 Bộ luật hình sự. Tòa án Nhân dân thành phố Lạng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Mè Đình Thanh 36 tháng tù giam.